Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, khởi tố vụ án cán bộ gần cận với chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Số phận của chúng con trong vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ngày 16 tháng 7 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, truyền thông Việt Nam đưa tin. Bộ Công an Việt Nam đang tăng tốc đẩy nhanh việc đốt lò theo chỉ đạo của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng trước thềm đại hội Đảng Bộ các cấp lần thứ 13 sẽ bắt đầu diễn ra từ tháng 8. Nhưng nếu nhìn vào danh sách củi của ông Trọng thì có thể nhận ra nhiều cái tên trong danh sách Lê Đức Anh, Kiss mà cú đêm ô của bên thắng cuộc đã déo tên từ trước đó khá lâu. Hai cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông Trương Minh Tấn, Nguyễn Bắc Son và bây giờ là Vũ Hy Hoàng đều là những cán bộ có mối quan hệ mật thiết với cựu Hoàng Lê Đức Anh. Người được coi là bố già cuối cùng của lớp thế hệ lãnh đạo cũ khét tiếng 10 Anh Kiệt. Sau cái chết của cựu Hoàng vào tháng 4 năm 2019 vừa qua, những thông tin đầu tiên về vụ AVG mới bắt đầu được khui ra trên hệ thống truyền thông của đảng. Bộ Công an vừa qua tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của những cán bộ thân cận với Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung, rõ ràng là một việc làm vuốt mặt không nể trứng cá. Cần nhắc lại rằng ông Chủ tịch Trung có xuất thân từ ngành công an là anh hùng lực lực vũ trang giữ hàm thiếu tướng khi mới 46 tuổi. Giám đốc công an thủ đô trẻ nhất trong lịch sử của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong bộ máy của ngành công an. Nhiều thông tin lề trái cho rằng Nguyễn Đức Trung đích thực là một khít ruột theo nghĩa đèn của Lê Đức Anh. Mà điều đó lý giải con đường quan lộ thần tốc đến khó tin của ông ta. Việc Bộ Công an gõ cửa nhà tướng Trung một cách lộ liễu như vậy rõ ràng gửi đi một thông điệp cảnh cáo cho ông chủ tịch. Người vừa ghi điểm trong các quyết định quyết đoán phòng chống dịch cúm tàu hiệu quả vừa qua không nên có tham vọng trong đại hội lần tới. Các viết nhơ của quan chức Cộng sản Việt Nam đều được Bộ Công an nắm rõ và giờ đây, ông Bí thư Đảng ủy Bộ Công an đang sử dụng để chơi một ván cờ chỉ có một người chơi, đó là chính ông ta. Trong khi những con cá mập thực sự đầy đủ chứng cứ phạm tội rõ ràng như Lê Thanh Hải, Phạm Quang Nghị, Nguyễn Thế Thảo, Lê Hoàng Quân, vân vân thì vẫn bình trần như vậy. Công cuộc đốt lò của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng rõ ràng là chỉ đốt có giới hạn để bảo đảm đánh chuột không bị vỡ bình. Cái bình thể chế vốn đã nứt vỡ, nhung nhúc những con chuột bọ ở bên trong. Trong thời gian vừa qua, Bộ Công an Việt Nam có sự thay đổi thuyên chuyển bổ nhiệm mới hàng loạt nhân sự cao cấp ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước. Nếu chỉ từ quý 4 năm 2019 và quý 1 năm 2020 có khoảng 20 vị trí sĩ quan cao cấp là giám đốc, phó giám đốc công an các tỉnh được bổ nhiệm. Mới chỉ riêng quý 2 năm 2020 có đến gần 30 quyết định điều chuyển và bổ nhiệm mới các vị trí sĩ quan chỉ huy ở các tỉnh. Đây có thể nói là một cuộc thay máu lớn nhất trong lịch sử ngành. Nó làm cho người ta liên tưởng đến việc ông Bí Thư Đảng ủy Bộ Công an đang tiến hành nhằm bảo kê cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 sẽ phải diễn ra tuyệt đối theo chỉ đạo nhân sự của ông. Với chiều bài là không sử dụng người địa phương để làm giám đốc công an tỉnh để bảo đảm tính khách quan, công tâm trong thực thi nhiệm vụ. Trên thực tế, mục đích của nó hoàn toàn khác với những lý do được tuyên bố được mệnh danh là thanh gươm và lá chắn của Đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam là hệ thống an ninh lớn nhất Đông Nam Á với khoảng 1,8 triệu quân, bao gồm cả lực lượng chính quy và lực lượng bán vũ trang dưới cơ sở như dân phòng, công an xã, bảo vệ dân phố, mạng lưới, cộng tác viên, chỉ điểm, vân vân. Lớn gấp 3 lần so với quân đội, sử dụng hơn 10% ngân sách quốc gia trợ hàng năm lớn hơn nhiều kinh phí của cả hai bộ giáo dục và y tế cộng lại. Ngân sách dùng cho Bộ Công an thậm chí còn lớn hơn cả ngân sách quốc phòng, được coi là quốc gia trong quốc gia và nhà nước trong nhà nước là đội cẩm vệ y của Hoàng đế Nguyễn Phú Trọng. Siêu bộ này có 9 thứ trưởng, 39 cục trưởng và tương đương với cục trưởng hai khối bộ tư lệnh, 10 khối học viện và nhà trường và hàng trăm tướng lĩnh ở cấp bộ chưa kể hệ thống tổ chức của các cơ sở công an tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Đây là cơ cấu quyền lực lớn nhất của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, với chức năng chính theo quy định là thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội, phản gián, điều tra phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, thi hành án hình sự, thi hành án không phải phạt tù, tạm giữ, tạm giam, bảo vệ và hỗ trợ tư pháp. Tuy nhiên, có thể thấy rằng lực lượng này trên thực tế đã đi xa hơn chức năng và nhiệm vụ được hiến pháp và luật pháp quy định rất nhiều. Bản tin của các báo mô tả lệnh khởi tố vụ án liên quan đến thư ký và tài xế của Chủ tịch thành phố Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung hay còn gọi là Trung Con, biệt danh là do Trung Con có nhiều bố nuôi là quan chức cao cấp. Nhờ đó Trung Con mới lên được vị trí như ngày hôm nay. Có thể cho rằng đây là phiên bản đầu tiên của tệ nâng đỡ chạy trọt trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau này dân chúng mới biết được các trường hợp khác như Bồ Nhí, Thanh Hóa hay cả họ làm quan ở Bắc Ninh, ở Hà Giang có triệu tài vinh và gia tộc như cộng đồng mạng phanh phui ra. Nhưng bố nuôi của chúng con là hàng cao cấp nên không thể để lộ được dù trong số đó có cái tên ai cũng biết đó là Lê Hồng Anh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. Lê Hồng Anh giúp cho Trung Con đi từ điều tra viên công an Hà Nội leo lên giám đốc công an thành phố Hà Nội sau khi đã đít được Nguyễn Đức Nhanh. Sau này Trung Con tiếp tục nhờ nhiều mối quan hệ tối cao khác mới leo lên trung ương ủy viên, chủ tịch Hà Nội như hiện nay. Vì sao Ủy ban Kiểm tra Trung ương không xử lý Trung Con? Từ khi nắm quyền Chủ tịch Hà Nội, Trung Con hô hào các mục tiêu lớn lao như dẹp hàng quán, khẳng định đứng sau là Công an Hà Nội, nhưng không làm được. Trồng cây xanh, thế thảo chặt cây. Trung Con trồng cây, nhưng siêu thị Minh Hoa và sân sau của mình cung cấp cho công ty môi trường cây xanh Hà Nội. Ăn ngon ơ mà lại được tiếng hơn thế thảo. Trồng được nhưng tiền do công ty gia đình cung cấp. Tuyên bố tiết kiệm ngân sách thành phố 800 tỷ trên năm bằng cách sa thải người lao động, cắt tỉa cây, cấm phun nước rửa đường nhưng lại mua xe chuyên dụng Haco City Max là dòng xe duy nhất trên thế giới đạt tiêu chuẩn City Master 600 vừa có chức năng quét hút rác vừa có thể cắt cỏ làm nhiều công việc vệ sinh môi trường khác nhưng đằng sau xe do Unrenco thực hiện đầu tư Đơn vị cung cấp là siêu thị Hoa Minh. Ngoài ra Trung con cho tập đoàn Tân Hoàng Minh chạy được giấy phép xây dựng và sở hữu một số đất vàng ở trong thành phố Hà Nội. Ví dụ điển hình là chung cư D Leroy Solay Tân Hoàng Minh Quảng An 59 Xuân Diệu Tây Hồ Bóp Chẹt, Hồ Tây. Nhiều nữa không thể kể xiết. Để đổi lại Tân Hoàng Minh tặng thành phố 20 xe chuyên dụng trên núp bóng xã hội hóa, không dùng ngân sách và Tân Hoàng Minh cũng mua xe ở siêu thị Minh Hoa. Thế nhưng sau 3 năm, nguyên nhân ô nhiễm bụi mịn ở Hà Nội lại là thổi bụi đường, không dùng xe phun nước rửa đường truyền thống. Trung con lại tuyên bố sẽ quay trở lại phun nước rửa đường, cháo trở nhanh ghê. Chưa thấy cái gì Trung con làm được cho thành phố phá, phá bằng thế thảo, phá chưa bằng thế thảo nhưng vừa vét tiền thì công nhận là nhất. rồi chúng con tuyên bố làm sạch sông hồ ở hà nội và cao điểm là sông tô lịch. ai cũng biết chuyện chơi khăm chuyên gia nhật bản kể cả do thủ tướng giới thiệu khi đi tham quan với nhật bản. tuyên bố của chuyên gia nhật bản làm sạch không phép, không hiệu quả và chuyện đọc như vẹt báo cáo do cấp dưới chuẩn bị làm trò cười cho dư luận. Mấu chốt là việc làm sạch miễn phí của Nhật đã cắt mất nguồn thu nhập của công ty con trai Arctic nhập chế phẩm Ridosi 3C độc quyền do siêu thị Minh Hoa cung cấp cho thành phố Hà Nội. Khi bị báo bóc mẽ, Trung con đã ra lệnh thanh tra thành phố thanh tra nhưng hạn công bố là năm là tháng 5 và rồi trôi qua đến nay chưa có kết quả vì kết quả mà có thì Trung con có chạy bằng rời. Nhưng vụ Nhật cường mới là chìa khóa mở ra cánh cửa tiến đến xử lý chung con. Trước năm 2016, Hà Nội đã xây dựng cổng dịch vụ công thành phố, cổng giao tiếp thành phố và nhiều hệ thống công nghệ thông tin khác. Tất cả do nhiều công ty công nghệ thông tin của Việt Nam làm như cổng giao tiếp Liên danh TTT của Hyundai làm rồi. FPT, CMC, VNPT, Viettel cung cấp nhiều hệ thống khác, nhưng khi chúng con nắm quyền, tất cả dẹp sang một bên, dù không đập hết được các hệ thống và dữ liệu hiện có, nhưng chúng con chỉ đạo tất cả Nhật Cường Mobile làm. Huy Béo từ một con người có cửa hàng bán linh kiện máy tính và điện thoại cục gạch ở Lý Quốc Sư những năm cuối 90 của thế kỷ trước, phát triển thành Nhật Cường Mobile nhờ buôn lậu trốn thuế ở Hà Nội. Thời kỳ Trung Con làm công an thành phố đã vụt lớn thành lập Nhật Cường Software để được Trung Con chỉ đạo thầu tất cả các dịch vụ công nghệ thông tin của thành phố. Khi Trung Con đang phát biểu tại hội nghị 4.0 thao thao về hình mẫu hợp tác công nghệ thông tin giữa Hà Nội và Nhật Cường, thì Nhật Cường bị khám xét và lộ ra hàng loạt sai phạm rửa tiền, trốn thuế buôn lậu. Vụ Phó Giám đốc Sở trước làm sở kế hoạch và đầu tư nhảy lầu tự tử chính là một phần chuỗi sai phạm đang nhỏ giọt được báo chí khui ra. Nhật Cường trúng gói thầu mở màn đầu tiên ở Hà Nội khi liên danh với công ty số hóa Đông Kinh thông qua siêu thị Minh Hoa mà đủ năng lực trúng thầu chỉ định. Cái chết của phó giám đốc sở, việc trốn truy nã của Huy Béo Nhật Cường và sẽ còn nhiều cá nhân như giám đốc, phó giám đốc, sở thông tin và truyền thông, sở tài chính, sở kế hoạch đầu tư, phó chủ tịch thành phố đang là tầm ngắm của C03 Bộ Công an. Tất cả đang được làm rõ củng cố hồ sơ. Ngay cả vợ và con trai của chúng con đã bị triều tập làm việc với C03 nhiều lần gần đây. Tháng 4 năm nay trên mạng xã hội đã lan truyền đơn tố cáo trực tiếp Nguyễn Đức Trung với hơn 30 sai phạm trong thời gian làm chủ tịch thành phố Hà Nội, gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương. Rồi tháng 11 năm 2019 vừa qua lan truyền đơn tố cáo của doanh nhân Nguyễn Hữu Đường, ông chủ tập đoàn Hòa Bình với biệt danh Đường Bia, tư nhân làm bia cỏ đầu tiên ở Hà Nội, gửi toàn thể Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Ủy ban kiểm tra trung ương. Đã có chìa khóa nhưng tại sao C03 chưa công bố hồ sơ sai phạm của chúng con? Thứ nhất, do Huy Béo được vợ chúng con mật báo đã kịp đào tẩu. Theo thông tin mới nhất đã phát hiện Huy Béo đang ở Trung Quốc. Nhưng có gì đó cản trở lệnh bắt từ Trung ương. Chừng nào chưa có Huy Béo trong tay thì chưa thể đánh rắn dập đầu vì chúng con quá xảo trá và ứng biến có thể cắn ngược lại. Gõ từ khóa trên Google, chúng con và sự hình thành phe phái để biết Trung con là một đầu mối kết nối của nhiều phe phái trong đảng hiện nay như các phe Phúc Nghẹo, Vương Đình Huệ, Trần Cẩm Tú, Miền Trung, nổi nhất là ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An. Hay phe Trương Hòa Bình, Trương Tấn Sang, phe Miền Nam, phe Phạm Minh Chính có dàn AIC đứng sau đều cần lợi dụng Trung Con để chấn thủ Hà Nội, cày tiền cho mình. Thứ hai, Trung Con chạy giỏi, cứ chục tỷ mà đi giao dịch với Trần Cẩm Tú chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ứng cử viên Bộ Chính trị khóa tới cánh tay phải của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Hai lý do này khiến cho tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương không thể xử lý được Trung Con. Cẩm tú không phải không xử lý mà cẩm tú chưa đưa vào chương trình kế hoạch, chưa rốt ráo làm đến mức Tổng Bí Thư sốt ruột phải chỉ đạo đưa vụ Nhật Cường Mobile vào diện theo dõi đặc biệt. Mặc dù chứng cứ hồ sơ phạm tội nghiêm trọng đã rõ ràng, gây mất uy tín trong đảng, trong nhân dân, đặc biệt như trò hê trong mắt người dân Hà Nội. Nếu Ủy ban Kiểm tra Trung ương căn cứ Điều 16 Quy định 102 Quy đề trên TVK năm 2017 về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí hay Điều 8 trong quy định số 08 Quy đề y trên TVK năm 2018 thì việc chung con để vợ con anh chị em ruột lợi dụng chức vụ quyền hạn uy tín của mình để vụ lợi đã có thể xử lý kỷ luật chung con ngay lập tức bằng cách chức chức kỷ luật Đảng, sau đó xử lý hình sự sau. Nhưng Ủy ban kiểm tra Trung ương đã không vào cuộc điều tra xử lý hàng loạt sai phạm trong đơn tố cáo đã nêu hay báo chí đã nhắc tới bởi hai lý do duy nhất. Lý do đã chót ngậm miệng ăn tiền và lý do chúng con có các bố nuôi đỡ đầu. Vẫn còn giá trị sử dụng cho các phe phái lợi ích nhóm đang tranh đấu vị trí trong đại hội 13 sắp tới. Một lãnh đạo có trách nhiệm của Bộ Công an cho hay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang khẩn trương thu thập chứng cứ và xem xét việc khởi tố bị can đối với những người liên quan, báo Thanh niên đưa tin. Đầu tuần nay, Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp với hai cán bộ làm việc gần cận với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung. Một người được mô tả là cán bộ thuộc phòng thư ký biên tập và một người khác là lái xe riêng của ông chủ tịch Trung Con. Người thứ ba là cán bộ thuộc C03 Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu thuộc Bộ Công an. Thông cáo của Bộ Công an hôm 13 tháng 7 ghi rõ danh tính của ba đối tượng này. Mặc dù có việc khám xét những cán bộ gần cận với mình, ông Nguyễn Đức Trung tức Trung Con vẫn xuất hiện trên truyền thông Việt Nam. Vào ngày 15 tháng 7 năm 2020, ông được dẫn lời nói về kế hoạch Hà Nội xử lý hết số rác tồn động ở nội thành sau vụ dân ngăn cản xe rác ra vào bãi rác Nam Sơn tại Sóc Sơn, ngoại ô thủ đô Hà Nội. Ngày 14 tháng 7 năm 2020, người ta thấy ông dự và phát biểu tại một phiên họp về một số công tác quản lý, tổ chức cán bộ, biên chế thành phố Hà Nội và một phiên họp khác cùng ngày với sự hiện diện của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Cuối tháng 6 ông Trung Con có tên trong danh sách được đề xuất từ cơ sở để xét tặng huân chương lao động hạng nhất về vai trò cá nhân ông trong nỗ lực chỉ đạo phòng chống virus Vũ Hán của thủ đô. Hiện chưa rõ việc khởi tố vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước này có liên quan gì tới một vụ án khác có bị cáo chính đang bỏ trốn được dư luận quan tâm theo dõi hay không. Vụ án liên quan đến công ty Nhật Cường được báo chí đăng tải nhiều trong những tháng qua sau các hoạt động kinh doanh trúng thầu liên quan đến một số dự án thuộc thành phố Hà Nội bị cho là có sai phạm. Là tổng giám đốc công ty Nhật Cường, ông Bùi Quang Huy bị khởi tố về 4 tội danh buôn lậu trốn thuế rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm mới đây khẳng định bằng mọi biện pháp cách gì để có thể làm được thì điều làm, có thể bắt được Bùi Quang Huy thì có thể sẽ làm. Đây là đối tượng chính để điều tra trong việc này không ảnh hưởng nhiều đến kết quả công tác điều tra, ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói. Một Thứ trưởng Bộ Công an vào cuối tháng 6 cho biết đây là vụ án rất nghiêm trọng được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo Mới đây, Bộ Công an bắt tạm giam bị can Bùi Quốc Việt, anh trai của Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Nhật Cường Mobile để điều tra về tội buôn lậu. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước đối với hai phụ tá thân cận của ông Nguyễn Đức Trung. Hai đàn em thân tín của chúng con là Nguyễn Anh Ngọc làm việc tại phòng thư ký biên tập tổ giúp việc cho đồng chí chủ tịch Nguyễn Hoàng Trung, tài xế riêng của chủ tịch. Bên cạnh đó còn có Phạm Quang Dũng cán bộ công an của C03 Bộ Công an. Cho đến bây giờ thì ông chủ tịch vẫn tìm mọi cách để cách ly với chuyện của hai đàn em thân tín, nhưng dư luận đều chĩa mũi dùi về hướng Trung con với nghi vấn tại sao thằng tài xế có thể ăn cắp được tài liệu bí mật nhà nước. Nếu nó là gián điệp do thế lực thù địch cài cắm thì số phận của Trung con sẽ rất u ám. Nếu nó giữ tài liệu bí mật cho Trung con thì tương lai của Trung con cũng sẽ tối om như nhà tù. Nếu nó ăn cắp tài liệu bí mật dùm cho sếp chung thì chúng con sẽ té tua với các đồng chí phe địch. Chỉ trong vòng 3 ngày sau khi khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của Bộ Công an đã nhanh chóng truy tố cho thấy đây là một chủ trương chính trị thần tốc không phải nhắm vào một tên tài xế quen, một gã giúp việc dỏm. Nói phải nhắm đến đối tượng cao hơn đó chính là Nguyễn Đức Trung. Vì vậy mà mọi tin tức liên quan đến vụ này báo chí lề đảng đều cẩn thận nhét tên Nguyễn Đức Trung hay Chủ tịch Hà Nội khi giật tít. Phần bí ẩn nhất mà dư luận chưa phanh phui ra được là quan hệ của Phạm Quang Dũng, cán bộ công an của C03 Bộ Công an với Nguyễn Đức Trung, nguyên là thiếu tướng công an. Xuất xác suất có thể xảy ra là Phạm Công Dũng của C03 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu ăn cắp tài liệu điều tra Nguyễn Đức Trung của Cục và giao tài liệu cho tài xế Nguyễn Hoàng Trung của Trung. Và còn Nguyễn Anh Ngọc là người quản lý những tài liệu đã được giao trước đó. Số phận của chúng con sẽ ra sao? Chắc chắn cũng tùy thuộc vào mức độ mặn nồng của bác tổng lú Nguyễn Phú Trọng đối với thằng cháu Trung Con và khả năng dàn binh bố trận của Nguyễn Xuân Phúc cho đánh Nguyễn Đức Trung, tức Trung Con này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi